cô sinh ra là đã bị dị tật bẩm sinh, không có vành tai mà ống tai, ấu ảo cơ hàm ung thác, nghe mà nói rất là khó nghe, không ai nghĩ được là tôi có khả năng đi học. Tôi là Phạm Đức Trinh, tôi 26 tuổi, tôi là một đội nghiên cứu và phát triển dây chuyền công nghệ để cả đất nước đánh anh ô nạc đại học Bách Khoa Hà Nội. Bố mẹ tôi muốn là khẳng định mình, con mình như một người bình thường, không phải là một người rất đặc vươn lên. Ở năm lớp 8, khi mà tôi tiếp xúc với một số ở ngoài chất tâm này, từ ngày đấy, tôi đã có một ước mơ là Bách Khoa, kỹ thuật hóa học tại đại học Bách Khoa này. Thực tế là ơn đại đạt của tôi là 25 điểm rưỡi. Ông lực của nhóm nghiên cứu rất là nhiều, có những lúc là mệt mỏi về nhà nghĩ chẳng biết mình làm đến lúc bao giờ nó mới ra kết quả khả quan. Tuy nhiên là tôi vẫn nhận thức được rằng nhờ hóa học mà tôi đã xác định mục tiêu của mình và có những thành công như bây giờ. Tôi ông mới là một số bài báo nhận được một số học bổng. Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và ông mới một số công trình khoa học. Giờ thân lấy của ai lại chẳng bao giờ nên chắc chắn rằng mình sẽ phải chấp nhận có những cái mình không bao giờ làm được. Tuy nhiên có những cái mình làm được thì đừng từ bỏ nó và hãy làm tốt. Một ngày thông ra mọi người đã ông nhận những người có thể đó, nhưng tôi hoặc những bạn ấy là những người bình thường